mục lục ngũ thập ấm ma phổ cáo ma cảnh đương thức nói rộng ma cảnh cần biết biện ngũ ma linh thức dĩ hộ đọa lạc phân tích năm thứ ma cho đại chúng hiểu rõ để khỏi bị đọa lạc Dù vấn từ thuyết ngũ ấm ma cảnh không ai hỏi mà tự nói về cảnh giới của ngũ ấm ma phổ cáo ma cảnh đương thức. Nói rộng cảnh giới ma, cần phải biết. F1 Tối hậu, chân tự bất tận. Sau cùng, lòng từ bi vô tận. F2 Tường tiêu di tế ma sự. Nêu rõ ma sự di tế. F3 Sắc linh đế thính hứa thuyết. Phật bảo đại chúng lắng nghe lời sẽ thuyết giảng. E2 Hội chúng đảnh lễ khâm thừa Hội chúng đảnh lễ tuân hành Y1 Tiên minh bản giác đồng Phật Trước nói rõ tánh giác vốn đồng như Phật Y2 Thứ thì dòng sanh không giới Tiếp theo cho biết do dòng sanh ra hư không và thế giới Y3 Tỷ huống không giới trưng mang ví dụ hư không và thế giới với vật rất nhỏ. Y4. Quy nguyên tất hoại không giới. Quay trở về nguồn gốc thì hư không sẽ hoại mất. H2. Thì đại định chí ma chi tướng phân nhị. Nói về tướng trạng do tu đại định mà chiêu dời ma đến. Y1. Chư thánh tâm tinh thông dẫn Chư thánh tâm tương thông. y hai Chư ma thêm lai não loạn. Chư ma cùng đến não loạn. R2 Thành tựu phá loạn do mê. Phân lục. H1 Thì dù khách bất thành hại. Ví dụ khách không thể làm hại. H2 Chánh suy mê loạn do chủ. Chỉ rõ mê loạn là do chủ nhân ngủ ấm. H3. Giác ngộ tức năng siêu thắng. Giác ngộ thì sẽ vượt qua. H4. Mê hoặc tức chí đọa lạc. Mê hoặc sẽ bị đọa lạc. H5. Tiền đọa dâm thức hại thiện. Trước đó, bị đọa trong dâm thức, tai hại còn nhẹ. H6 nhược đọa ma loại hại thâm. Nếu đọa vì các ấm ma, thì tai hại vô cùng. Sắc ấm ma tướng Cụ thị thủy chung, nói rõ trước sau. Trung gian thập cảnh, khoảng giữa có mười cảnh. Kết hại chúc hộ, tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn. Sắc ấm ma tướng tướng trạng của ma sắc ấm. Cụ thì Thủy chung nói rõ trước sau. Y một, Thủy tu vì phá khu vũ, mới tu chưa phá được khu vũ. Y hai, chung phá hiển lộ dòng nguyên, sau phá được thì hiện ra nguồn gốc của dòng tưởng. Trung gian thập cảnh khoảng giữa có mười cảnh. Thân năng xuất ngại, thân có thể vượt ra ngoài chướng ngại. Y một, thân năng xuất ngại, thân có thể vượt ra ngoài chướng ngại. Y hai, nội triệt thập trùng, bên trong rộng suốt có thể nhặt ra các thứ sâu bọ. Y ba, tinh phách ly hợp, tinh phách khi lìa khi hiệp. Y bốn, cảnh biến Phật hiện. Cảnh thay đổi, Đức Phật hiện ra. Y năm, không thành bảo sắc. Hư không thành sắc bảy báo. Y sáu, ám trung kiến vật. Trong bóng tối, thấy các sự vật. Y bảy, thân đồng thảo mộc. Thân giống như cây cỏ. Y tám, biến kiến vô ngại. Cái thấy cùng khắp, không ngăn ngại y chính giao kiến giao văn nghe xa thấy xa y mười dòng kiến dòng thuyết thấy dòng nói dòng kết hại chúc hộ tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn y một thị nhân giao hổ khai thì sắc ấm và tâm giao sen lẫn nhau y hai mê tắc thành hại Mê sẽ sanh thành sự tai hại. Y ba, chúc linh bảo hộ, dặn dò bảo hộ. Thọ ấm ma tướng Cụ thị thủy chung, nói rõ trước sau. Trung gian thập cảnh, khoảng giữa có mười cảnh. Thọ ấm ma tướng, tướng trạng của ma thọ ấm. Cụ thị thủy chung nói rõ trước sau. Ri một Nếp tiền sắc ấm tận tướng Trạng thái chấm dứt của sắc ấm trước Ri hai Trạng thì thọ ấm khu vũ Nói về cảnh giới của thọ ấm Y hai Trung phá hiển lộ dòng nguyên Sao phá được thì hiện ra nguồn gốc của dòng tượng Trung gian thập cảnh, khoảng giữa có mười cảnh. Không một ức kỷ bi sanh đè nén quá độ nảy sanh tâm bi lụy di một phát đoan hiện tướng ban đầu hiện tướng di hai chỉ danh giáo ngộ chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ di ba thì mê tất trụy chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc không hai dương kỷ tề phật nâng mình ngang với phật di một phát đoan hiện tướng ban đầu hiện tướng di hai chỉ danh giáo ngộ chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ di ba thì mê tất trụy chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc không ba định thiên đã ức định thiên lệch sinh ra nhớ nhiều G1. Phát đoan hiện tướng, ban đầu hiện tướng. G2. Chỉ danh giáo ngộ, chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. G3. Thị mê tất trụy, chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. 04. Huệ thiên đa cuồng. Huệ thiên lệch phát cuồng. G1. Phát đoan hiện tướng, ban đầu hiện tướng. G2 chỉ danh giáo ngộ, chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. Di ba, thì mê tức trụy, chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. Không năm, lịch hiểm sanh ưu, trải qua nguy hiểm tâm sanh lo rầu. Di một, phát đoan hiện tướng, ban đầu hiện tướng. Di hai, chỉ danh giáo ngộ, chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. Di ba, thì mê tức trụy, chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. Không sáu, giác an sanh hỷ, tâm an ổn sanh ra vui mừng. g một, phát đoàn hiện tướng, ban đầu hiện tướng. g hai, chỉ danh giáo ngộ, chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. g ba, thị mê tức trụy, chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. Không bảy, kiến thắng thành mạng, cái thấy thù thắng thành ra kiêu mạng. G1. Phát đoàn hiền tướng. Ban đầu hiền tướng. G2. Chỉ danh giáo ngộ. Chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. G3. Thì mê tết trụy. Chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. 08. Huệ an tự túc. Huệ an ổn được ít cho nhiều. G1. Phát đoàn hiền tướng. Ban đầu hiện tướng. G2. Chỉ danh giáo ngộ. Chỉ ra cái tên dày cho giác ngộ. G3. Thì mê tết trụy. Chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. 09. Trước không quỷ giới. Chấp không mặc quỷ hoại giới luật. G1. Phát đoan hiện tướng. Ban đầu hiện tướng. G2. Chỉ danh giáo ngộ. Chỉ ra cái tên dày cho giác ngộ g ba thì mê tức trụy chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc mười trước hữu tứ dâm chấp có phong túng làm việc dâm dục g một phát đoan hiền tướng ban đầu hiền tướng g hai chỉ danh giáo ngộ chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ g ba thì mê tức trụy chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc kết hại chúc hộ, tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn. Y một Thị nhân giao hổ Khai thị sắc ấm và tâm giao sen lẫn nhau. Y hai Mê tắc thành hại Mê sẽ sanh thành sự tai hại. Y ba Chúc linh bảo hộ Dặn dò bảo hộ Tượng ấm ma tướng Cụ thị thủy chung nói rõ trước sau trung gian thập cảnh khoảng giữa có mười cảnh Không một tham cầu thiện xảo tham cầu thiện xảo Không hai tham cầu kinh lịch tham cầu kinh lịch Không ba tham cầu khế hợp tham cầu phù hợp Không bốn tham cầu biện tích tham cầu phân tích giảng giải Không năm tham cầu minh cảm tham cầu trong âm thầm có cảm ứng. Không sáu, tham cầu tỉnh mật, tham cầu tỉnh mịch. Không bảy, tham cầu túc mệnh, tham cầu túc mệnh. 08. tám, tham cầu thần lực, tham cầu thần lực. 09. chín, tham cầu thâm không, tham cầu thâm nhập lý không. Mười, tham cầu vĩnh tuế, tham cầu sống mãi. Tưởng ấm ma tướng tướng trạng của ma tượng ấm. Cụ thị Thủy chung nói rõ trước sau. Di một, nếp tiền thọ ấm tầng tướng, tướng thọ ấm hết. Di hai, trạng thì tượng ấm khu vũ, nói về cảnh giới của tượng ấm. Y hai, chung phá hiển lộ dòng nguyên. Sau khi phá được thì hiện ra nguồn gốc của dòng tượng. Trung gian thập cảnh khoảng giữa có mười cảnh. Không một, tham cầu thiện xảo, tham cầu thiện xảo. Di một, định phát ái cầu, trong định sanh tâm ưa thích mong cầu. Di hai, ma khiển tà phụ, thiên ma khiển ma tinh dựa vào người. Di ba, khách tà đầu nhiễu, khách tà nhiễu loạn. Di bốn, chủ nhân hoạt loạn, chủ nhân mê hoạt loạn tâm di năm án kỳ ngôn trạng miệng thường ưa nói việc dị thường di sáu xuất danh thị hại cho thấy nói tên sự tai hại di bảy giáo ngộ với mê dạy bảo giác ngộ nhắc chớ mê lầm không hai tham cầu kinh lịch tham cầu kinh lịch di một định phát ái cầu trong đình sinh tâm ưa thích mong cầu. Di 2 Ma khiển tà phụ. Thiên ma khiển ma tinh dựa vào người. Di 3 Khách tà đầu nhiễu. Khách tà nhiễu loạn. Di 4 Chủ nhân hoạt loạn. Chủ nhân mê hoạt loạn tâm. Di 5 Án kỳ ngôn trạng. Miệng thường ưa nói việc dị thường. Di 6 Xuất danh thi hại. Cho thấy sự tai hại. Si bảy, giáo ngộ dế mê. Dạy bảo giác ngộ, nhắc chớ mê lầm. Không ba, tham cầu khế hợp, tham cầu phù hợp. Di một, định phát ái cầu. Trong định sanh tâm ưa thích mong cầu. Di hai, ma khiển tà phụ. Thiên ma khiển ma tinh dựa dòng người. Di ba, khách tà đầu nhiễu, khách tà nhiễu loạn. Di bốn, chủ nhân hoặc loạn, chủ nhân mê hoặc loạn tâm. Di năm, án kỳ ngôn trạng, miệng thường ưa nói việc dị thường. Di sáu, xuất danh thì hại, cho thấy sự tai hại. Di bảy, giáo ngộ giới mê, dạy bảo giác ngộ, nhắc chớ mê lầm. Không bốn, tham cầu biện tích, tham cầu phân tích giảng giải. Di một, định phát ái cầu, trong đình sanh tâm ưa thích mong cầu. Di hai, ma khiển tà phụ, thiên ma khiển ma tinh dựa vào người. Di ba, khách tà đầu nhiễu, khách tà nhiễu loạn. Di bốn, chủ nhân hoặc loạn, chủ nhân mê hoặc loạn tâm. Di năm, án kỳ ngôn trạng, miệng thường ưa nói việc dị thường. Di sáu, xuất danh thị hại, cho thấy sự tai hại g bảy, giáo ngộ giới mê, dạy bảo giác ngộ, nhắc chớ mê lầm. Không năm, tham cầu minh cảm, tham cầu trong âm thầm có cảm ứng. Di một, định phát ái cầu, trong định sanh tâm ưa thích mong cầu. Di hai, ma khiển tà phụ, thiên ma khiển ma tinh dựa vào người. Di ba, khách tà đầu nhiễu, khách tà nhiễu loạn di bốn chủ nhân hoặc loạn chủ nhân mê hoặc loạn tâm di năm án kỳ ngôn trạng miệng thường ưa nói việc dị thường di sáu xuất danh thì hại cho thấy sự tai hại di bảy giáo ngộ giới mê dạy bảo giác ngộ nhắc chớ mê lầm không sáu tham cầu tỉnh mật tham cầu tỉnh mịch y sáu tham cầu tỉnh mật phân ngũ tham cầu tỉnh mịch, chia làm năm di một định phát ái cầu trong đình sanh tâm ưa thích mong cầu di hai ma khiển tà phụ thiên ma khiển ma tinh dựa vào người di ba tà hoặc sự ngôn nói ra những việc tà ma mê hoặc di bốn xuất danh thị hại cho thấy sự tai hại. Di năm Giáo ngộ giới mê Dạy bảo giác ngộ, nhắc chớ mê lầm. 07. Tham cầu túc mệnh Tham cầu túc mệnh Y7. Tham cầu túc mệnh, phân ngũ Tham cầu túc mệnh, chia làm năm. G1. Định phát ái cầu Trong định sanh tâm ưa thích mong cầu. G2. Ma khiển tà phụ thiên ma khiển ma tinh dựa vào người. Di ba, tà hoặc sự ngôn, nói ra những việc tà ma mê hoặc. Di bốn, xuất danh thị hại, cho thấy sự tai hại. Di năm, giáo ngộ giới mê, dạy bảo giác ngộ, nhắc chớ mê lầm. Công tám, tham cầu thần lực, tham cầu thần lực. Y tám, tham cầu thần lực, phân ngũ, tham cầu thần lực, chia làm năm. Di một, định phát ái cầu, trong định sanh tâm ưa thích mong cầu. Di hai, ma khiển tà phụ, thiên ma khiển ma tinh dựa vào người. Di ba, tà hoặc sự ngôn, nói ra những việc tà ma mê hoặc. Di bốn, xuất danh thị hại, cho thấy sự tai hại. Di năm, giáo ngộ giới mê, dạy bảo giác ngộ, nhắc chớ mê lầm. Không chính, tham cầu thăm không, tham cầu thâm nhập lý không. Y chính, tham cầu thăm không, phân ngũ, tham cầu thâm nhập lý không, chia làm năm. Di một, định phát ái cầu, trong định sanh tâm ưa thích mong cầu. Di hai, ma khiển tà phụ, thiên ma khiển ma tinh dựa vào người. Di ba, tà hoặc sự ngôn, nói ra những việc tà ma mê hoặc. Di bốn, xuất danh thị hại, cho thấy sự tai hại. Di năm, giáo ngộ giới mê, dạy bảo giác ngộ, nhắc chớ mê lầm. Mười, tham cầu vĩnh tuế, tham cầu sống mãi. Y mười, tham cầu vĩnh tuế, phân ngủ tham cầu sống mãi, chia làm năm. Di một, định phát ái cầu. Trong định sanh tâm ưa thích mong cầu. Di hai, ma khiển tà phụ. Thiên ma khiển ma tinh dựa dòng người. Di ba, tà hoặc sự ngôn. Nói ra những việc tà ma mê hoặc. Di bốn, xuất danh thị hại. Cho thấy sự tai hại. Di năm, giáo ngộ giới mê dạy bảo giác ngộ nhắc chớ mê lầm thị khuyết mạc thế khuyên đời mạc pháp h ba thị khuyến mạc thế phân tứ khuyên đời mạc pháp chia làm bốn y một Dòng xưng cực quả dòng xưng chứng quả cao tục y hai dĩ dâm thành quá lấy dâm dục làm việc giáo hóa y ba hãm ma đọa ngục Xa vào lưới ma, đọa trong địa ngục. Y bốn, bi cứu báo ân. Từ bi cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Kết hại chúc hộ. Tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn. Y một, thị nhân giao hổ. Khai thị sắc ấm và tâm giao sen lẫn nhau. Y hai, mê tắc thành hại. Mê sẽ sanh thành sự tai hại y ba chúc linh bảo hộ dặn dò bảo hộ hành ấm mà tướng cụ thì thủy chung nói rõ trước sau trung gian thập cảnh khoảng giữa có mười cảnh kết hại chúc hộ tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn Gi một nếp tiền tưởng ấm tần tướng tướng sắc ấm hết di 2 Trạng thì hành ẩm khu vũ Nói về cảnh giới của hành ẩm Y2 Trung phá hiển lộ dòng nguyên Sao phá được Thì hiện ra nguồn gốc của dòng tưởng Trung gian thập kế Khoảng giữa có 10 kế không một Nhị chủng vô nhân Hai loại công nhân Di một Tiêu do thị trụy Nói nguyên nhân đọa lạc Di hai Tường thích kỳ tướng phân nhị giải thích rõ tướng trạng chia làm hai l 1 cứ kỹ kiến lượng căn cứ theo khả năng thấy biết của mình l 2 mẫu thành tà kế kiến giải sai lầm l 3 thất chân đọa ngoại mất chánh kiến đọa vào ngoại đạo k 2 mạc vô nhân phân tam chia làm ba L1, cứ kỹ kiến lượng, căn cứ theo khả năng thấy biết của mình. L2, Mậu thành tà kế, kiến giải sai lầm. L3, Thất chân đọa ngoại, mất chánh kiến đọa vào ngoại đạo. G3, kết thành ngoại luận. Kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. 02, tứ chủng biến thường, bốn loại biến thường di một tiêu do thị trụy nói nguyên nhân đọa lạc di hai tường thích kỳ tướng phân tứ giải thích rõ tướng trạng chia làm bốn k một tâm cảnh kế thường chấp tâm cảnh là thường k hai tứ đại kế thường chấp tứ đại là thường k ba bác thức kế thường chấp bác thức là thường k bốn tưởng tận kế thường chấp tưởng hết là thường g ba kết thành ngoại luận kết luận đó là lý luận của ngoại đạo ba tứ chủng điên đảo bốn loại điên đảo g một tiêu do thị trụy nói nguyên nhân đọa lạc g hai tường thích kỳ tướng phân tứ giải thích rõ tướng chàng chỉ làm bốn Ca một sông ước từ tha theo cả hai mình và người. K2 ước tha quốc thổ chấp quốc độ này quốc độ kia. K3 ước tự thân tâm chấp thân và tâm của mình. K4 sông phi từ tha chấp không phải K2. J3 kết thành ngoại luận kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. 04. 4 tứ chủng hữu biên phân tam bốn loại có giới hạn chia làm ba g một tiêu do thị trụy nói nguyên nhân đọa lạc g hai tường thích kỳ tướng phân tứ giải thích rõ tướng trạng chia làm bốn k một ước tam tế chấp ba thời k hai ước kiến văn chấp thấy nghe k ba ước bị ngã chấp ta và người khác. Cả bốn, ước sanh diệt, chấp sanh diệt. g ba, kết thành ngoại luận. Kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. Không năm, tứ chủng kiểu loạn. Bốn loại mê loạn điên đạo. g một, tiêu do thị trụy, nói nguyên nhân đọa lạc. g hai, tương thích kỳ tướng, giải thích rõ tướng trạng ca 1 Bác diệt kiểu loạn. Tám loại mê loạn điên đạo. K2. Duy vô kiểu loạn. Chỉ mê chấp cái không có. K3. Duy thì kiểu loạn. Chỉ mê chấp cái có. K4. Hữu vô kiểu loạn. Mê chấp cả có và không. G3. Kết thành ngoại luận. Kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. 06. Thập lục hữu tướng. Mười sáu tướng có. Di một. Tiêu do thị trụy. Nói nguyên nhân đọa lạc. Di hai. Tường thích kỳ tướng. Giải thích rõ tướng trạng. Di ba. Kết thành ngoại luận. Kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. 07 bảy. Bác chủng vô tướng. Tám loại tướng không có. Di một. Tiêu do thị trụy. Nói nguyên nhân đọa lạc. Di hai. Tường thích kỳ tướng. Giải thích rõ tướng trạng. Di ba. Kết thành ngoại luận. Kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. 08 tám. Bác chủng câu phi. Tám loại đều không. Di một. Tiêu do thị trụy. Nói nguyên nhân đọa lạc. Di hai. Tường thích kỳ tướng. Giải thích rõ tướng trạng. Di ba kết thành ngoại luận. Kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. 09. chính, thực tế đoạn diệt. Bảy nơi đoạn diệt. Di một, tiêu do thị trụy, nói nguyên nhân đọa lạc. Di hai, tương thích kỳ tướng, giải thích rõ tướng trạng. Di ba, kết thành ngoại luận. Kết luận đó là lý luận của ngoại đạo. Mười, ngũ hiền niết bàn năm chỗ niết bàn hiện tại di một tiêu do thị trụy nói nguyên nhân đọa lạc di hai tường thích kỳ tướng giải thích rõ tướng trạng di ba kết thành ngoại luận kết luận đó là lý luận của ngoại đạo kết hại chúc bộ tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn y một Thị nhân giao hổ khai thị sắc ấm và tâm giao xen lẫn nhau. Y2. Mê tắc thành hại. Mê sẽ sanh thành sự tai hại. Y3. Chúc linh bảo hộ, dặn dò bảo hộ. Thức ấm mà tướng. Cụ thì thủy chung, nói rõ trước sau. Trung gian thập chấp, khoảng giữa có mười chấp. Kết hại chúc bộ, tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn thức ấm mà tướng tướng trạng của ma thức ấm cụ thì thủy chung nói rõ trước sau di một niếp tiền hành ấm tần tướng tướng hành ấm hết di hai trạng thì thức ấm khu vũ nói về cảnh giới của thức ấm y hai chung phá hiển lộ dòng nguyên sao phá được thì hiện ra nguồn gốc của dòng tưởng di một hành tận thức hiện, hành hết thức hiện. G2. Mậu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. G3. Xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. 02. Năng phi, năng chấp, phân tam, chia làm ba. G1. Hành tận thức hiện, hành hết thức hiện. G2. Mậu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. G3. Xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. 03. Thường phi thường chấp. G1. Hành tận thức hiện. Hành hết thức hiện. G2. Mậu giải thành cửu. Hiểu sai thành lỗi. G3. Xuất danh cảnh giác. Gọi tên cảnh giác. 04. Tri vô tri chấp. G1. Hành tận thức hiện. Hành hết thức hiện. G2. Mậu giải thành cửu hiểu sai thành lỗi. Di ba, xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. Không năm, sanh vô sanh chấp. Di một, hành tận thức hiện, hành hết thức hiện. Di hai, mậu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. Di ba, xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. Không sáu, quy vô quy chấp. Di một, hành tận thức hiện, hành hết thực hiện. Gi 2, màu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. Gi 3, xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. 07, tham phi tham chấp, chấp tham và không tham. Gi 1, hành tận thực hiện, hành hết thực hiện. Gi 2, màu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. Gi 3, xuất danh cảnh giác gọi tên cảnh giác. 08. Chân vô chân chấp G1. Hành tận thức hiện, hành hết thức hiện. G2. Mậu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. G3. Xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. 09. Định tính thanh gia G1. Hành tận thức hiện, hành hết thức hiện. G2, mậu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. G3, xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. 10, định tính bích chi. G1, hành tầng thực hiện, hành hết thực hiện. G2, mậu giải thành cửu, hiểu sai thành lỗi. G3, xuất danh cảnh giác, gọi tên cảnh giác. 03 Kết hại chúc hộ Tổng kết sự tai hại và dặn dò giữ gìn Y1 Thị nhân giao hổ Khai thị sắc ấm và tâm giao xe lẫn nhau Y2 Mê tắc thành hại B sẽ sanh thành sự tai hại Y3 Chúc linh bảo hộ Dặn dò bảo hộ Kết thị siêu chứng hộ trì Kết luận khai thị hộ trì và chứng đắc H1 Chư Phật tiên chứng, chư Phật trước kia đã chứng. H2. Thức tận sở siêu, thức hết siêu chứng. H3. Duyên chứng cực quả, chứng quả viên mãn. R2. Hậu thị hộ trì phân tam. sao nói về sự hộ trì chia làm ba. H1. Thủ minh tuân cổ biện tích, trước nói rõ việc phân tích theo xưa. H2 chánh linh am thức hộ trì khiến cho hiểu rõ hộ trì h ba đinh chúc khâm cổ giáo phạm dặn dò nên dân theo lời dạy xưa nhân thỉnh trùng minh ngủ ấm sanh diệt a à nan nếp tiền thỉnh vấn a à nan tiếp tục thưa hỏi như lai cù đáp tam vấn như lai trả lời đầy đủ ba câu hỏi đáp sanh khởi vọng tưởng trả lời vọng tưởng sanh khởi đáp ấm giới thiện thâm trả lời sự sâu cạn của ấm giới đáp diệt trừ đốn tìm trả lời diệt diệt trừ đốn tìm kết khuyến truyền thị kết luận và khuyên truyền dạy cho người đời sau hai la mã nhân thỉnh trùng minh ngũ ấm sanh diệt do thưa hỏi mà giải đáp lần nữa về sự sanh diệt của ngũ ấm một a nan nếp tiền thỉnh vấn. Anh đang tiếp tục thưa hỏi. E1 Nếp tiền thỉnh vấn, tiếp tục thưa hỏi. Như Lai cụ đáp tam vấn. Như Lai trả lời đầy đủ ba câu hỏi. Đáp sinh khởi dòng tưởng, trả lời dòng tưởng sinh khởi. Tiêu thuyết dòng tưởng chi do? Nói rõ nguồn gốc dòng tưởng h một suy nguyên sinh khởi nguyên hư rốt cuộc sinh khởi vốn giả h hai phán quyết đảo kế phi thị phán quyết điên đảo dòng chấp không thật h ba kết quy cố thuyết dòng tưởng kết luận lại đều nói về dòng tưởng sắc ấm dòng tưởng dòng tưởng của sắc ấm y một thi thể nhân tưởng thân này sinh ra là do dòng tưởng Y2. Dẫn dụ tương thích. Dẫn dụ giải thích kỹ gạt. Y3. Kết sanh dòng tưởng. Kết luận về tên của dòng tưởng. Thọ ấm dòng tưởng. Dòng tưởng của thọ ấm. Y1. Chuyển tưởng thành thọ. Chuyển tưởng ấm thành thọ ấm. Y2. Suy quản kết danh. Suy rộng ra để đặt tên. Tưởng ấm dòng tưởng. Dòng tưởng của tưởng ấm y một thân niệm tương ứng thân thể và tâm niệm tương ứng y hai suy quản kết danh suy rộng ra để đặt tên hành ấm vọng tưởng vọng tưởng của hành ấm y một thể thiên bất giác hình thể thay đổi mà không biết y hai kết danh vọng tưởng kết luận về tên của vọng tưởng thức ấm vọng tưởng vọng tưởng của thức ấm y một chúng đoạt chân vọng đoạt mất chân vọng y hai chánh thân dù thị trình bày ví dụ để nói rõ y ba đích chỉ diệt thời chỉ ra lúc trừ diệt vọng tưởng y bốn suy quản kết danh suy rộng ra để đặt tên tổng kết vọng tưởng sở thành tổng kết chỗ tạo thành của vọng tưởng. Đáp ấm giới thâm thiện, trả lời sự sâu cạn của ấm giới. Đáp diệt trừ đốn tìm, trả lời diệt diệt trừ đốn tìm. 3. Kết khuyến truyền thị, kết luận và khuyên truyền dạy cho người đời sau. E3. Kết khuyến truyền thị, kết luận và khuyên truyền dạy cho người đời sau. Lưu thông phận lưu thông phần, phần lưu thông. Dạo cúng Phật chi phước, so sánh với phước cúng Phật. B1. Dạo cúng Phật chi phước, so sánh với phước cúng Phật. B2. Đáp hoạch phước chi đa, trả lời được phước rất lớn. B3. Tháng diệt ác chi công, khen công đức diệt ác. B4. Cử lượng lời chi thắng đưa ra thù thắng của hai loại lợi ích. B5. Kết đại chúng pháp hỷ, đại chúng đều quan hỷ.